ra bằng cái trái trọng lực này cho bạn xem nha. Lượng đam chuẩn sẽ là như thế nào nha bạn. Treo nãy giờ các bạn ơi. Phải thiệt sự treo 4 tiếng đồng hồ liền. Thiệt sự là cứ sau ba con du biển bình thường sẽ là một con hai ra nha bạn, chắc chắn luôn. Cái gì? Vậy? Ui. Thuyền đông quá sẽ bị vậy đó. Đông quá thôi bỏ nha, đi trước đây. Đây. Rồi, bây giờ sẽ là một lượng đam chuẩn đến từ hai đời ra của cái trái Gravity thức tỉnh đó nha các bạn. Trước đó là mình đã cho bạn thấy là đam vô vô Dragon đúng không? Đó, lộn, vô mấy con khủng long nè, với lại Si rồi, nhưng mà không có hết được đam đúng các bạn, tại vì Si với lại mấy con khủng long nó còn nhỏ quá bạn. Làm mấy cái kích cỡ các bạn còn khá là nhỏ, chỉ có hai đời ra mà gọi là bự nữa bạn. Nên bây giờ là mình nghĩ là full đam vô sẽ chuẩn nè. Và bây giờ mình sẽ full chiêu vô luôn nha các bạn, để xem lượng đam sẽ là bao nhiêu cho bạn xem luôn. Thì nếu mà trên 100k nha các bạn, trên 100k đam thì mình chắc chắn là đam to hơn BK thức tỉnh luôn á các bạn. Không biết Mago thức tỉnh tổng bao nhiêu ta? Mình không có nhớ là Mago thức tỉnh tổng bao nhiêu nữa, nhưng mà sẽ chắc chắn sẽ hơn BK nè. Trái băng luôn nè các bạn, trái băng luôn với Yami luôn á. Đam rất là to nha các bạn, thật sự luôn. Cái trái Gravity này vừa rẻ mà đam vừa to nữa nha các bạn. Từ Mago thức tỉnh để xem coi, mình hình như mình có clip mà đi xài Mago đánh cho bạn xem mình đúng không? Đấy. Dùng Mago đánh Hydra cho bạn xem rồi, nhưng mà mình không có nhớ là lượng đam full là bao nhiêu. Là vậy. King Legacy. Đó, để mình tìm lại coi tổng cái lượng đam mà Mago thức tỉnh đánh Hydra sẽ là bao nhiêu nhờ. Không biết tới 100k không ta. Thì thôi cứ trừ Mago đi ha bạn. Mago thì mình không có nhớ rõ, nhưng mà chắc chắn gì vậy, gì vậy? Thấy chưa, đông quá là bị văng đó. Nhưng mà mình chắc chắn là hơn BK các bạn, hơn BK là chế băng luôn. Chắc chắn với bạn một điều luôn. Vậy rất là mạnh luôn á bạn, đam rất to luôn. Đây đây, tới hai ra quánh thử cho bạn xem nha. Để coi có được cái đồ gì mới không nha các bạn. Item mình chưa, hình như là mình chưa có một item nào của Hydra luôn nha các bạn. Chưa có một item nào của Hydra luôn. Kiếm thì có mượn, thì có review cho bạn rồi, nhưng mà item hình như là chưa có một cái item nào hết á. Vãi thiệt sự chứ. Đứng đông quá cái thiệt bị đẩy đó. Trời ơi. Trời là trời. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi, khổ chưa, trời ơi. Rồi, đây tới nha các bạn. Trời ơi, vậy cứ chắc chắn các bạn nha. Cứ sau ba con du biển, con thứ tư sẽ là Hydra nha các bạn, chắc chắn luôn. Để các bạn yên tâm. Không có tỷ lệ nha các bạn. Lúc đầu mình cũng tưởng cái tỷ lệ là có xuất hiện Hydra ngẫu nhiên trên server, nhưng mà không nha các bạn. Cứ chắc chắn là sau ba con si sẽ là một con Hydra luôn. Tại mình treo rất là nhiều luôn các bạn. Mình săn Hydra nhiều lắm rồi đó, thật sự. Từ update tới giờ là nhiều lắm rồi đó. Chơi là chơi, mấy bạn thấy mình quay clip toàn Hydra không là các bạn hiểu đó. Trước đó là cứ đánh du biển cho bạn xem, nhưng bây giờ là mình cứ đánh Hydra thôi, du biển giờ yếu quá các bạn ơi. Nên không còn đánh du biển nữa. Giờ cứ Hydra mà đánh thôi. Đó. Trời ơi cái thuyền. Thôi bỏ thuyền nha, bay đây. Đây 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 đây. Đây thử chiêu bạn xem nha. Hydra này rất là to nữa bạn. Nên đam vô rất đã nha. Đây 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 đây, đây. Thử chiêu B nha. Riêng một chiêu B thôi. Cái gì, cái đầu thứ ba đâu? Cái đầu thứ ba đâu? Ôi, các bạn thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Các bạn thấy vô Hydra cái lượng đam như thế nào chưa? Một chiêu bơi thôi nha các bạn thấy không? Ủa cái đầu thứ ba đâu? Ủa? Ủa? Hydra có hai đầu vậy? Ủa? Ủa? Có hai đầu vậy? Có hai đầu vậy? Ủa? Hydra hai đầu. Ủa sao Hydra có hai đầu vậy? Bị lỗi hả? À? Bây giờ có hai đầu à? Có hai đầu à bạn? Có hai đầu à? À cái đầu tôi, cái đầu tôi, cái gì vậy? Cái con mắt à? Cái lại được. Vậy do mình bị lắc, Các bạn nhìn cái đầu bị lè lưỡi hay con mắt lòi ra kìa. Quá nhìn kinh dị vậy. Rồi các bạn đi nha. Vậy là full cục mấy cục đá sẽ là 14 hit nha các bạn. Full mấy cục đá là 14 hit. Và là 94k đam liền luôn các bạn nhìn nha. Nè các bạn nhìn kỹ nè, hai đầu ra bự nè, nên dính hết tất cả vô đường nè các bạn nhìn nha. Là một chiêu bơi nè. Một chiêu bơi thôi nha. Trời thôi á. Trời ơi. 15 hết 100k đam liền. Trời ơi cái trái mạnh. Cái trái này là ôi. Thì trái này là mạnh, mạnh ngang cái mạnh nhất luôn bạn. Ồ, không phải mạnh ngang, nói vậy hơi lố, nhưng mà cái trái này có thể là được so gần ngang với lại cây Flip Lay luôn các bạn ơi. À là cái trái Gravity này là một chiêu B nữa bạn. Là có thể ngang đam gần ngang bằng cả cái Flip Lay luôn. Flip Lay này là một Z đúng không? Một Z là 150 đi, nhưng mà cái chiêu này là một B hết 100k đam rồi. Trời ơi trời. Bạn thấy không nè?
mình đâu có nói giỡn với các bạn đâu, các bạn thấy không nè, một lượng đao của trái quỷ mà có thể gầm ngang cái kiếm mạnh nhất game rồi, các bạn thấy không nè, chú bê nè, một chú bê nè, đó một chú bê đó nha, trời ơi trời, ôi thôi thôi đam, ôi kết hợp với vê với bê là chỗ bạn không, trời ơi hơn gần 200k đam luôn, là gần bằng luôn cái full nick lay rồi. Thôi đâu có trái quỷ nào bằng cái full nick lay được đâu bạn, thật sự luôn á, mình nói thật không có trái quỷ nào mà bằng cái full nick lay đâu nha. Còn đánh giá cao trái gravity này thiệt luôn á, trời ơi 125 game full full thức tỉnh mà đam như vậy các bạn không nè, bây giờ mình xài với vê, vê với bê cho bạn xem luôn nè, đó vê bê đó ít, trời ơi mẹ chưa, 160k đam, chưa tính chưa z nha bạn, z là aoe rộng nữa, khi mà vô hai đợt ra sẽ dính được nhiều nữa đó, các bạn thấy lượng đam chưa, trời ơi đỉnh thật sự luôn các bạn ơi, đây đây thử lại lần nữa cho bạn xem nha, mình phải đứng ngay giữa hai đợt ra luôn á mới dính được full chiêu b, là một chiêu b là 100k đam nha các bạn, là cũng mạnh mạnh ngang ngang với lại cây gần bằng cái full nip play rồi các bạn nhìn nè, mình đứng ngay giữa người nè các bạn nhìn nha, họ sẽ quay qua rồi, trời ơi b luôn đó, rồi ít nè, đó ít rồi chết luôn, hộ chết hùng rồi bạn ơi, hay ra lặn rồi hơn á, không hộ hộ thấy chưa, trời ơi cái trái quá rẻ mà đam khủng nữa chứ, mà ít ai xài nữa mày không nè, giờ cho bạn thấy trong xe bời luôn nè, đâu ai xài gravity đâu mình chắc chắn luôn, cho bạn thấy luôn nè, rồng nè đó, magu nè, phượng hoàng nè đó, băng nè, bika nè, mày thấy chưa, đâu ai xài gravity đâu, một cái trái mà rẻ có 125 game full rồi mà đam trời ơi to kinh khủng luôn, ghê thiệt sự chứ, quá đã các bạn ơi. Rồi nha, vậy là mình kiếm thêm được một cái trái quỷ mà có thể săn hai đồ đạc cực kỳ ngon như vậy, mà lượng đam cũng không có thua kém gì full nip play đâu nha, sự luôn là đứng ngay đuôi nè, từ quay qua đúng rồi, đây vô đây đây, xài full chưa cho bạn xem nha, ê quay đầu rồi, chạy em dở quay đầu qua đây là chạy liền nha bạn, chịu không nổi đâu, rồi từ để bây giờ mình full chia cho bạn xem nha, là được có 4 chiêu nha bạn, z ít nè, b với b chứ c là bay rồi, đây giờ để chị b hồi đi, ở ba đầu thì các bạn nhìn con mắt kìa lè lưỡi rồi, nhìn bừa vai hai vái thiệt sự ấy chứ, phải có một bạn đứng tăng á, không lấy hồi mình vô mình tăng luôn cũng được, đây vô mình tăng luôn, vô thẳng người luôn, tăng luôn, đây b x z rồi mình toan luôn nha bạn, rồi full nha bạn, full hit là 175k, phải chưa, là không phải có một bạn nào dụ để quay cái đua mình đó bạn, thì mình may ra mới có thể gì được, cái này dạng hai à nên không sao đâu, mình nghĩ là mình vẫn qua kịp nha bạn, đó toan rồi chờ đợi là full chiêu vô nha bạn, hình như là 175k mình không biết đúng rồi ê đây làm phần 175k không có tới được 200k hả bạn, cái là xui mình không biết, từ để mình thử lại lần nữa nha bạn, mình thử là full chiêu coi, cái này là mình dùng vô item búp là vô chát quỷ luôn nha bạn, đây full item búp vô chát quỷ luôn nha, là cái dòng nha bạn khá là ngon, đam chát quỷ 15% lận gì 10% chứ 10%, còn này là chỉ giảm sát thương à, giảm sát thương từ chát quỷ à, có cái dây chuyền này là tăng đam cho chát quỷ ngon nhất rồi nè các bạn, hết rồi, màu đỏ nữa các bạn, nên hết rồi, đâu có nào tăng ngon hơn đâu, đó đâu có nào tăng ngon hơn nữa đâu nè, 12% phút, à đây cái này 12% đó các bạn, nhưng mà không được giảm đam nha các bạn, à có áo Fujitora nhiều hơn nè, nhưng mà không được giảm đam, thôi nhưng mà thôi không được giảm đam, toàn sớm các bạn ơi, hay được ra gặp mấy phát toàn á, thôi, là các bạn thấy lượng đam của chát quỷ chưa, hình như tính ra nếu mà tính ra chuẩn nha các bạn, hình như là cái trái gravity là cái trái đam to nhất game luôn mà chát quỷ á nha, đúng rồi bạn, to nhất trong tất cả chát quỷ luôn á, hình như đâu có chát quỷ nào mà full combo là 175k đâu đúng không ta, hay là mình chưa chơi hết các bạn ơi, à còn trái ga thì mình chưa biết nha bạn, nhưng mà riêng mấy trái thức tỉnh nha, như là magu nè, băng nè, ai nè, băng là ai rồi, pika nè, venom nè, nói chung là mấy trái thức tỉnh các bạn, hình như là đâu có trái nào mà đam to như là trái gravity gì đâu đúng không, còn mấy trái ở ngoài chưa thức tỉnh thì mình không có biết, tại trái ga cũng là một dạng đam ảo các bạn, nên mình chưa có tính được, nên từ từ đã, rồi đợi qua nha bạn, mới dạng 2 à vẫn kịp, đợi dạng 3 đi bạn, dạng 3 mình nghĩ là dồn full combo dễ hơn á, chứ dạng 2 này quánh đau quá, nhưng mà vẫn có hai đầu nha, phải không, nhìn từ xa kìa vẫn có hai đầu
bừa bãi. Ôi ai nhắc vậy trời. Đó, cái gì về ba đầu, còn hai đầu hả bạn ơi. Vãi thiệt sự, cái đầu kia con mắt bị lè lè đó, nhìn bừa bãi. Rồi go 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 go, đánh nào, đánh đi mọi người, đánh đi mọi người. Đây đây, thử lại full combo cho bạn xem nha. Vô thẳng người luôn nè. Đây B. Đó, V. V. Rồi ít. Ít vô và Z nha bạn. Đó, a. À, full là 100. Ôi. Ôi, chạy lên. Chạy lên giỡn giỡn. Rồi. Vậy là full là 187 hit nha các bạn. Rồi 187k đam. Rồi toang nữa rồi. Ôi, đau lắm nha bạn, các bạn thấy chưa? Đó đó là những gì mà mình không nên khuyến khích các bạn là tới thẳng như người hay ra đâu. Vô sử dụng chiêu là dễ toang lắm, nhưng mà một cái đặc điểm của cái Gravity này á, khuyết điểm các bạn, không có được mạnh đó, chính là khi mà các bạn sẽ chiêu á, các bạn sẽ bị đứng im. Đó, giống như là giống như là chiêu B các bạn thấy không? Là xài, không phải là toang đâu mà là đang test cho bạn xem đó, chứ mình đánh là mình xài Phoenix Lay là không bao giờ mình toang luôn á. Tại vì muốn test down các bạn, nhưng mà như mình nói đó, thì cái chiêu B nè các bạn xài là các bạn sẽ đứng im khá là lâu. Với chiêu B nữa bạn, hai chiêu này nè các bạn xài combo là mạnh thiệt, nhưng mà đứng lâu quá. Đứng các bạn đứng lâu không, hai đồ ra dồn phát là mình toan à, mình ra cũng không có sống kịp đâu, là hai ra lúc đó là đang target cho mình rồi, là đang nhắm vào mình để quánh các bạn, nên không có kịp đâu thật sự. Nhưng mà lượng đam hay là lượng đam tổng của full chiêu nha, trời rất là to luôn á trời, phải thiệt. Cái gì mà một chiêu B 100k đam là giống như cái chiêu Z của Phoenix Lay nữa bạn, với lại cây Muramasa rồi đúng không? Đó, với lại giống như Phoenix Lay với Muramasa rồi, hay kiếm mạnh đánh đam vô mấy con hay đồ ra mạnh nữa bạn, là vậy, quá mạnh luôn. Rồi giờ đợi gen 3 đi ha. Gen 3 dồn cho dễ chứ gen 2 này vô thẳng người quánh thì dễ bị toang lắm các bạn ơi. Đó giờ đi qua lại thì hơi xa, cực lắm. Gen 3 đi. Ôi, đánh giá cao nha bạn. Ôi, một cái trái quỷ này các bạn nên dùng luôn nha bạn. Mình nghĩ là cái trái này các bạn phải nên dùng luôn á. Nếu mà bạn nào thiếu game á, bạn không thức tỉnh được mấy trái khác á, thì cứ thức tỉnh cái trái này đại cho mình luôn là rất mạnh luôn. Săn nhanh mà mạnh nữa, mà rẻ nữa bạn. Full game có 125 à, trời ơi. Có 125 game đó. Có 125 game mà full chiêu thức mà lượng đam mà thấy chưa, rất mạnh luôn, các bạn nên sử dụng để săn luôn á, quá mạnh các bạn ơi. Đỉnh. Rồi bây giờ là chắc mình nghĩ là mình lo đánh cho hai ra toan qua diện 3 đi ha, rồi mình dùng full combo lại sau. Hồi nãy là như 187k đam đúng không, rồi để xem lần này là bao nhiêu. Tại cái chiêu dép đó bạn, chiêu của Gravity chiêu nào cũng AoE nhé bạn, AoE đó, chiêu nào cũng AoE đó. Đánh đi. Chiêu nào cũng AoE hết nha các bạn, tất cả chiêu đều AoE luôn, nên là phải vô mấy con mà bự bự giống vậy các bạn thì đam mới to đấy. Từ từ, tại Phoenix Lay quánh cho lẹ nhé bạn, mình quánh cho lẹ đó, đó phải không? Phoenix Lay thì khỏi nói rồi, cây mạnh nhất game thì không còn gì để nói nha. Đó, quánh cho lẹ để chuyển dạng đó, chuyển dạng ba đi, dồn đam cho dễ. Ơ không, Phoenix Lay thì không có gì để nói nha. Mình đang nói về chát quỷ thôi nha các bạn. Chứ so cái cây này vô mấy chát quỷ thì tội cho mấy chát quỷ lắm, thiệt sự luôn á. Không có chát quỷ nào mạnh bằng cây này đâu thiệt. Nên bỏ qua cây Phoenix Lay đi nha. Tạm thời bỏ qua cây đi, bay chưa? Mình đánh có xíu rồi, bay chưa? 500k down rồi nè. Đánh có xíu rồi đó. Trời ơi, 600k down rồi nè, thấy chưa? Đó, 700k down rồi nè, lượng đam ảo lắm nên cây này bỏ qua đi. Đam cây này quá mạnh rồi, là mình tranh thủ đánh nhanh cho qua dạng 3 thôi. Ui dồi, đau nha. Rồi quay đu qua đây là đúng rồi đó. Quay đu qua đây là ngày tàn của Hydra rồi. Vuốt nhẹ một cái đường nè bạn, đó. Một đường hay là một khúc đam liền luôn. Ôi trời, phun cái nửa cây. Phải, hay quá. Có hỗ trợ xì bon. Hỗ trợ chính hiệu, hồi máu. Vậy chưa, bây giờ rất là nhiều bạn xài cái combo mà vừa trượng mà vừa phun nít phải không? Rất ngon luôn á bạn. Đúng ngon luôn, hỗ trợ mấy người mà gây đam nè, đam cho mình nè, thì đó hỗ trợ thôi được. Đây. Rồi nằm rồi đúng không? Đây. Từ từ để hết cái hết của Phoenix Lay đi, bên đây mình dồn cho bạn xem là đây. B. Đó. V. V. Đó, Z. Trời ít. Cái này là dính vô CC nữa bạn. Mới 200 đam nha, chứ nếu một mình hai đồ ra thì không có tới 200 đam đâu. Từ từ, cái này dính vô hai đồ ra rồi, lộn vô biển rồi. Từ từ.
từ từ đi, từ từ đi, từ 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 lại 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 dính vô biển quá, dính vô biển quá. Từ từ để gặp rồi rồi hết rồi nha. Rồi vô vô nè, vô nè, vô nè, vô nè, đau dồn 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 lại trước khi hai ra gầm cái đó nha các bạn, gầm cái đó đau lắm đó. Buồn chiều vô rồi 187 nha các bạn, vậy là cứ full full combo là 187 900, là coi như là 188.000 đam nha. Đó là full chiêu của Gravity nha các bạn, là 187k đam, rất là to nha các bạn, không có phải đam yếu nha, đam này đam to đó, thực sự luôn, một lượng đam rất to luôn á. Phải vô đam kìa, to kinh khủng luôn đó. Đục 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 nữa là đó, chưa xong. Họ đánh giá cao cái Gravity lắm các bạn ơi, mạnh lắm. Đâu đường mấy, đường 4 nha, đường 4 đi, 4. Ồ đường 3 cũng được, đường 3 cũng được, được 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 được. Đấy. 3. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Hên nha các bạn, lần này là mình hên rồi. Trời ơi. Lần này là mình quá hên rồi. Rồi. Bây giờ quan trọng nữa các bạn. Rớt item thôi, một cái item để có đi review cho bạn nè. Rớt item. Rớt. Thì mình nghĩ là kết thúc clip tại đây nha. Thì các bạn nào thấy hay cho mình xin một like và subscribe cũng nha, để mình có động lực vào những clip hay nữa ha. Bây giờ thì bye bye. Ôi, Gravity rất là mạnh nha các bạn, nên sử dụng luôn cho mình.